2020 em phá sản, học thầy từ năm ngoái tới đầu năm nay, tài sản em đã trên 6 tỷ. Chỉ có chỗ của thầy mới giảng cho hiểu bản chất vấn đề. Từ ngày học thầy, em đã đổi vận cho nhiều người trong gia đình. Em đăng ký luôn Huyền Không Kinh Dịch cùng mấy khóa nữa để học và tìm hiểu dần. Giờ đây tôi rất tự tin khi làm phong thủy ở những thành phố lớn, thật sự cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy đã truyền đạt kiến thức bằng cả cái tâm. Em chuyển tiền mấy khóa rồi, tính tầm sư học đạo luôn nè. Cảm thấy được mở mang và tường tận rất nhiều thầy hạ. Rồi bây giờ chúng ta quay lại là kiến thức của tử vi chúng ta có gì khác biệt. Tức là quá trình mình học tử vi từ rất là lâu rồi. Thậm chí là nhiều người nói mình là mở lớp tử vi cách đây từ mấy năm trước rồi, nhưng mà mình chưa muốn mở. Mình vẫn muốn là gọi là nâng cao thêm hoặc là bồi dưỡng thêm để cho nó cảm thấy ngon lành để lúc đó mình mở. Thì mình đã học, phải nói rằng là cả thầy mà mọi người sẽ thấy trên mạng là mình đi học nhiều lắm, đi học khắp nơi luôn. Rồi, đó là nói về cả thầy đó. Bây giờ kiến thức tử vi của mình á, nó sẽ rất nhiều trường phái. Mình đi học nhiều mà, rất là nhiều trường phái, kể cả là các trường phái của Việt Nam, kể cả là Đài Loan, kể cả là Hồng Kông, kể cả Trung Quốc, là mình đều có học. Đương nhiên mình không qua những nước đó học, nhưng mà thầy của mình là có học bên đó, đúng không? Có học những cái khóa học bên đó, sau đó thì mình là đi học lại. Thì thành ra là kiến thức của chúng ta nó sẽ có cả kiến thức của tử vi Việt Nam này, có cả kiến thức của tử vi Đài Loan này, tử vi Hồng Kông này và tử vi Trung Quốc này. Và chúng ta đương nhiên sẽ có những cái khác biệt nhiều, thì trong quá trình dạy thì mình sẽ chắt lọc những cái tính túy. Cho nên cái lớp học của chúng ta, cái thứ nhất là kiến thức nó rất là nhiều, nó rất là mênh mông. Cái thứ hai là chúng ta đang chắt lọc những cái kiến thức hay nhất mà mình cảm thấy tính túy nhất của từng nơi. Ví dụ như kiến thức của Việt Nam có gì hay, qua đó kiến thức của Đài Loan có gì hay, ráp vô xem như thế nào. Kiến thức của Hồng Kông có gì hay, ráp vô xem thế nào. Kiến thức của Trung Quốc có gì hay, ráp vô thế nào. Nó tạo thành một cái món tử vi riêng của chúng ta, không có đúng ai. Ngoài ra tại Việt Nam mình cũng có học được một cái phần, phải nói là học được hai thầy, khá là kiến thức khá là bí truyền, gần như là kiến thức khá là độc đáo của riêng của riêng gọi là bản phái của hai thầy đó. Như vậy là của Việt Nam không thôi là chúng ta đã có những cái khác biệt rồi, và bên cạnh đó là chúng ta phối hợp thêm với tử vi của Đài Loan này, tử vi của Hồng Kông này, rồi tử vi của Trung Quốc này, đó những cái nền mà gọi là tử vi mà phát triển của thế giới đó, đúng không? Thì chúng ta làm đương nhiên như thế có nghĩa là chúng ta cũng hơi tham và hơi mang tính gọi là cái lầu thấp cầm một chút xíu. Nhưng mà mọi người yên tâm rằng cái lầu của chúng ta là cái lầu gọi là có chất lọc, chứ không phải là hoàn toàn là thập cẩm và lộn xộn đâu, đúng không ạ? Rồi bây giờ nói thêm tiếp nữa này, tử vi á nó cũng có hai dạng. Một dạng mà chúng ta hay gọi đó là tử vi dân gian, một dạng là tử vi cung đình. Như vậy lớp học của chúng ta sẽ có luôn cả hai cái đó, tức là vừa phối vào tử vi của dân gian và vừa lấy kiến thức tử vi cung đình. Nhưng tất cả những kiến thức mà mọi người đang học lâu nay trên mạng hay trên các thầy gì đó, đó chỉ là tử vi của dân gian thôi, không phải tử vi của cung đình đâu. Tử vi cung đình họ đi theo một cái hướng khác nữa, họ đi theo một cái nghiên cứu một cái hướng khác nữa, nó không hoàn toàn giống với tử vi của dân gian đó. Cho nên là cái biết của tử vi cung đình nó cũng là một cái may mắn của mình, một cái cơ duyên của mình. Thành ra là cái lớp học của chúng ta cũng sẽ có những cái kiến thức của tử vi dân gian và tử vi cung đình mình áp luôn. Đương nhiên trong quá trình học thì một số cái mình sẽ nói, ví dụ cái này sẽ là kiến thức của Đài Loan, cái này sẽ là kiến thức của bên nước ngoài, cái này kiến thức của Việt Nam, cái này kiến thức của tử vi dân giả hay tử vi ngoài thị trường bình thường, và kiến này là kiến thức của tử vi trong cung đình. Có lúc thì mình sẽ nói, có lúc thì mình quên thì mình sẽ không nói. Nhưng mà mọi người hiểu được rằng là trong quá trình dạy của mọi người là đúng rồi, cung đình chính là coi cho vua đó, coi cho vua và các quan lớn, chủ yếu là coi cho vua là nhiều, coi cho vua và hoàng thất là nhiều. Thì cái đó phải là cái may mắn của mình, và cái may mắn của mình nó cũng đồng nghĩa với cái may mắn của cả lớp mình.
bởi vì chúng ta sẽ được gọi là tiếp xúc với rất là nhiều cái thể loại tử vi khác nhau trong cùng chỉ một lớp học. Chính vì vậy trong quá trình giảng của mình, mọi người sẽ thấy rằng đôi lúc cái đoạn giảng của mình, cái đoạn này này tự nhiên thấy nó sẽ giống giống của thầy này, cái đoạn kia tự nhiên nó sẽ giống giống của thầy kia, hoặc là tài liệu có đoạn này giống của thầy này, đoạn kia giống của thầy kia, thì mọi người cũng hết sức là bình thường. Đó, mọi người cũng sẽ cảm thấy hết sức bình thường, đừng có thắc mắc là tại vì sao chỗ này nó giống, bởi vì bình thường, bởi vì mình đi học nhiều. Thì đương nhiên là cái đoạn nào của các cái thầy, một số thầy mà đoạn nào mà mình thấy hay, mình thấy tâm bắc thì mình lại đưa ra mình chia sẻ cho mọi người. Đúng không ạ? Chứ cái của mình là rất open. Mình đi dạy và đi chia sẻ kiến thức với cái tâm thế rất là mở. Có nghĩa là ai có cái gì hay là mình tiếp thu, mình đi học vậy đó. Kể cả những người mà mình cảm thấy đôi lúc có thể là họ cũng kiến thức họ cũng chưa phải là sâu đâu, nhưng mà vẫn chấp nhận bỏ tiền đi học để xem biết đâu là trong những cái mà họ biết đó có một số cái mà mình chưa biết để mình chắt lọc, đúng không? Cho nên là mình sẽ open, cho nên là mọi người cứ thấy bình thường thôi. Sách cái mặt mình lên mà nói ô thằng này có học tôi, ông thầy nào đó nói thằng này có học tôi, qua ông thầy kia nói ô thằng này cũng học tôi, qua ông thầy kia nữa cũng nói thằng này học tôi, hết sức bình thường đấy, bởi vì mình đi học nhiều lắm. Đúng không? Tử vi hay phong thủy hay đồ gì mình cũng vác cái mặt mình bình thường. Bởi vì sao? Không có nghĩa là mình là một ông thầy phong thủy, mình là một ông thầy đi dạy thì có nghĩa là mình đóng cái đầu của mình lại, là mình không chấp nhận tiếp thu những cái hay của người khác, hoặc là mình không chấp nhận là hạ mình xuống để đi học người khác, biết đâu người ta có cái gì hay chẳng hạn. Mỗi người có cái sở trường, mỗi người có cái hay thì mình tiếp thu lại. Cho nên cái khóa học tử vi của chúng ta là cũng là thế, sẽ là sự kết hợp, sẽ là sự chắt lọc của rất là nhiều thầy tử vi trên thị trường và rất là nhiều trường phái. Cho nên là mọi người cứ hãy tiếp thu những cái đó. Và thêm một cái nữa là mình biết được rằng là trong lớp của mình sẽ có nhiều cao thủ tử vi sẵn rồi, ẩn mặt trong này rồi. Cho nên là những cái kiến thức mà mình dạy nó có thể nó khác biệt với những cái kiến thức mà mọi người lâu nay đã sử dụng nó, vẫn cảm thấy nó đúng, đã sử dụng nó, đã học đến nó, đã nghiên cứu nó. Thì mọi người cứ từ từ, khoan đã vội phản bác, chúng ta cứ học, sau đó chúng ta kết lạp lại với nhau và chúng ta sử dụng nó để xem thử cái đồ thực chiến, cái đồ chính xác của nó tốt hay không. Rồi lúc đó chúng ta mới tiến hành, bắt đầu chúng ta trao đổi, chúng ta tiếp thu cái ý kiến, cái kiến thức của nhau để trao đổi với nhau, đúng không? Có rất là nhiều cao thủ ở đây cho nên mình cũng phải nói thế. Chúng ta cũng chưa vội là đánh giá liền ha. Đó là mình nói về những cái kiến thức phong thủy mà mình đã thu nhập. Cho nên là các bạn xách cái mặt mình là nói là đi hỏi các cái thầy phong thủy, cái thầy tử vi gì đó mà lờ nói là ơi ông này học tôi thì cũng biết là chính xác mà tôi có đi ông, nhưng vấn đề là tôi sử dụng được kiến thức gì của ông, hay là tôi đã chắt lọc những cái gì của thầy đó để về chia sẻ, thì đó là một câu chuyện khác. Không phải là tất cả những kiến thức của thầy đó là mình đều dùng đâu, mình sẽ dùng những cái gì mà mình cảm thấy hay, cảm thấy tấp đắc, hoặc cả này hoặc là cảm thấy nó đồng với cái suy nghĩ của mình thì mình dùng